Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định bóng đá Hà Nội với Nam Định 19 giờ 15 phút ngày 15 tháng 10 V-League 2022-2023. Hà Nội FC đã bị Bình Định thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm. Thế nên, đội bóng thủ đô đặt mục tiêu phải có chiến thắng khi tiếp đón Nam Định ở vòng này để tái lập lại số điểm an toàn, xây chắc vị trí số 1 trong cuộc đua vô địch. Vòng trước, Hà Nội FC buộc phải tọa sơn quan hổ đấu xem các đối thủ phía sau tìm cách rút ngắn cách biệt với họ. Kết cục, Viettel và Hải Phòng đã níu chân nhau còn Bình Định đã có chiến thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định. Như vậy, tính đến trước vòng 19, đội bóng thủ đô có 34 điểm và nhiều hơn Bình Định 4 điểm nhưng thi đấu kém một trận. Sau 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua ở V-League 2022, Hà Nội đã tìm lại được cảm giác chiến thắng bằng màn hủy diệt Bình Dương ở vòng 17 và tâm lý toàn đội đã thực sự được giải tỏa. Sự tự tin đã lại hồi phục sau khi bị suy giảm ít nhiều. Không còn nghi ngờ gì, với chất lượng nhân sự hiện tại và khoảng cách về điểm số, Hà Nội FC nắm trong tay lợi thế quá lớn để trở lại ngôi vương V-League. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chun Jae-ho vẫn khiêm tốn cho rằng mục tiêu của đội bóng là tập trung chơi tốt từng trận một để tích lũy điểm số chứ không mơ mộng quá xa xôi. Vòng này, Hà Nội FC được chơi trên sân nhà và tiếp đón Nam Định. Đội bóng chưa thực sự an toàn trong cuộc đua trụ hạng dù rằng cách biệt với đội cuối bảng Sài Gòn không thể bị săn lấp chỉ sau một vòng 4 điểm. Đội bóng Thành Nam đã thay đổi tương đối tích cực kể từ khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lên nắm quyền. Tuy nhiên, Nam Định vẫn tồn tại nhiều điểm yếu cần phải hoàn thiện nếu muốn có vị thế tốt hơn trong tương lai. Vòng trước, thầy trò huấn luyện viên Hồng Việt đã thua 0-2 ngay tại Thiên Trường trước VSG Việt Nam Bình Định. Nhìn lại quá khứ, Nam Định luôn gặp khó khi phải làm khách của Hà Nội FC, chỉ có đúng một điểm sau 5 chuyến hành quân vừa qua đến hàng đẫy. Có lẽ chỉ cần chơi đúng sức thì đánh bại Nam Định không phải chuyện gì khó khăn với Hà Nội FC. Dù Hà Nội FC được đánh giá là ngọn núi cao nhưng Nam Định vẫn quyết tâm tìm kiếm ít nhất là một điểm trên sân khách. Nhưng rõ ràng, đây là nhiệm vụ không đơn giản của đội bóng Thành Nam. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về cặp đấu trên giữa Hà Nội với Nam Định hãy để lại bình luận phía bên dưới. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh Netsport 24/7 nhé!